Mình cũng xin chào anh chị em và các bạn. Hôm nay mình cũng đi câu lại. Mấy bữa vừa rồi trời mưa quá đi không được. Mà hôm nay đi thì mình lại quên mang cái máy máy quay đi rồi. Giờ mình quay bằng điện thoại thôi, quay đỡ bằng điện thoại thôi. Rồi được nhiều được. Giờ mình tới mình cũng vừa xuống một cần rồi anh chị em. Đây tầm mình xuống ở đây này. Mình xuống một cần rồi. Thì cái khu vực này thì mình cũng cả đó đến một lần rồi, mấy lần rồi anh chị em ạ. Thì giờ này mình xuống một cần mình câu nó ra như thế nào đấy ha. Rồi lúc đó mình sẽ xuống tiếp. Vừa xuống cần xong ạ. Rồi mình hẹn là anh chị em trở lại chút xíu nha. Rồi mình mới xuống thêm một cần nữa anh chị em ơi. Đây một cần nữa nè. Nãy giờ thấy còn im lắm cho nên là mình cũng không có mở máy nữa. Hôm nay do lại không đưa máy kia đi, đâm ra là quay bằng máy này hôm nay sẽ biết là sẽ không đẹp rồi. Anh chị em thông cảm ha. Rồi bây giờ thì mình cứ tạm thời tắt máy thôi, đến khi mà cá nó ăn thì lúc đó mình sẽ quay anh chị em xem nha. Chả biết anh chị em có nhìn thấy phao không chứ mình ở trong máy là mình chạy nhìn thấy phao rồi. Hai cái còn đang em rua chưa đụng lại gì hết, dính chắc luôn. Cái gì? Ủa trời, chơi con anh chị em ơi, chơi con tùm lum. Một trẻ con mà thả như điên ấy. Không kéo nữa, nhấp được mấy cái rồi thôi, không kéo nữa. Nó vướng cỏ đâm ra hơi khó coi anh chị em. Đấy, đang nhấp này. Nước cứ lăn tăn. Nước sóng gió lăn tăn rất khó coi. Rất khó coi, một phao là nín bút luôn. Bút phao xuống luôn. Nhưng mà giật thì chả thứ ma nào. Mới được có mỗi con cái chê con. Cá này giờ nó ăn khôn quá.
vào đây, phải dạy không được đây. Miếng tôm ẩm đây mà dạy không được đây. Chán chưa? À là nút xuống giật luôn. Nút phao luôn anh chị em ạ. Này cá chốt thôi, nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ thôi. Nhấp 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 kéo. Rô gì đây? Rô phi. Cũng ngon. Quay không ta? Có đang quay này. Chú rô phi. Phào kéo vào tới chỗ mình luôn. Nó không cắn mà nó kéo vào anh chị em ơi. Kéo phao thôi. Đường chú rô phi. Dạ. Cần kiếm lút, còn lút phao nữa rồi. Mẹ lưỡi câu móc tay đau quá. Được một chú rô phi, trong này có rô phi luôn ta, ghê nhỉ. Phao này kéo vào tới đây cũng được. Ôi trời, đang tăng tăng mưa, tưởng đâu câu không được chứ mà vẫn câu được ha. Đang tăng mưa mà cũng vẫn câu được. Bây giờ mới quay mà. Hình như là không quay được thì sao ấy. Hình như không quay được cá rô phi thì sao ấy. Mà ông bị xiềng rồi dính này, cọt cọt cái dao này đây này, đang cứng căng này,
dịch này, thành dịch cá rô phi hình như không có hay sao ấy. Đang mưa các bạn ơi, mưa to rồi, không biết trời mưa cá có ăn không này. Ôi trời, biết các bạn này, trời. Ở trên thì cái dù, ở ngoài thì cái áo mưa. Sau cơn mưa trở lại bão, mưa miết. Hôm nay đi quên mang cái máy quay đi, đưa cái máy quay bằng máy điện thoại, phê quá. Trời này vẫn đang ghi. Đi câu bị trời mưa. Mày là con gì? Ở đường giống như cua ta ơi, giống như cua ăn nè. Mình cũng dừng clip ở đây thôi anh chị em ơi. Câu sáng giờ cũng buồn ghê, không được cái gì hết, được mỗi cá trê con với lại cá rô phi à. Mà cái dòng sông này hôm trước là mình câu là khá là nhiều cá chốt á, nhưng mà hôm nay không câu được cá chốt nào. Chắc đợt sau mình vô trong này, vô sâu trong này chút xíu để coi là cá trong này như thế nào thôi. Còn ở đây giờ chán lắm rồi, câu không được gì cả. Thôi mình bye bye, hẹn gặp lại anh chị em ở clip sau nha. Mình chúc mọi người vui vẻ, khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Bye bye.